Tutorial Podcast xin chào các bạn. Đây là đến độ DVD sử dụng phần mềm AutoCAD Inventor vào version 2015. Thì như ở các phần trước về Inventor, tôi đã hướng dẫn các bạn thiết kế 3D và sử dụng các mục design và cũng như là trình chiếu các quá trình tháo lắp máy như là xuất bản vẽ kỹ thuật 2D. Thì đến cái phần này là một phần quan trọng nhất trong cái phần AutoCAD Inventor để có thể sử dụng cho những người thiết kế, đó là tính toán tối ưu và có nghĩa là kiểm tra các ứng suất ở những vị trí mà phức tạp, thì đó là shader analysis. Thì trong mục này shader analysis thì có hai bài toán đặt ra, đó chính là kiểm tra và tính toán được các ứng suất và các chuẩn bị và những biến dạng cho ta được có cái giá trị để chúng ta có thể biết được và tính toán kiểm nghiệm bền. Cái bài học thứ hai nữa là đó là chính là quá trình tính toán tối ưu. Thì bắt đầu vào cái chương trình này, tôi sẽ dẫn các bạn vào cái bài toán đầu tiên, đó chính là tính toán các cái giá trị về kiểm ứng suất. Về ví dụ như là đây có hai trường hợp là thí nghiệm về uốn thanh và thí nghiệm về nén thanh. Còn cái phần đề về tính toán tối ưu thì đó là một cái bài toán thứ hai, bài toán đó sẽ giới thiệu một cái video tiếp theo. Video này chủ yếu là giới thiệu các bạn về các thông số và cách tính hai cái trường hợp này để chúng ta có thể đọc được các thông số trên cái shader analysis này. Bắt đầu chúng ta khởi động phần mềm AutoCAD Inventor Pro Professional 2015. Thì mọi thắc mắc trong cái vấn đề này đều có thể liên lạc với Gmail email là gs@gmail.com hoặc là gs@gmail.com, thì tôi sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc của bạn trong cái phạm vi mà tôi biết. Khởi động phần mềm AutoCAD Inventor Pro Professional 2015. Như một file mới này thì các bạn vẫn chọn hệ template để hệ basic này. Còn tôi sẽ sử dụng trước tiên tôi sẽ vẽ một thí nghiệm một cái cột vẽ trong môi trường shader IAM shader IBT về hệ mm. Thực ra thì cái mục này chúng ta phải hiểu được các thông số nó và các tuyết bền của nó thôi. Chứ còn về mà cách thực hiện các cái chi tiết phức tạp thì mình sẽ giới thiệu trong cái mục mà nó có một cái bản vẽ lắp, thì chúng ta có thể khởi tạo một shader analysis cho toàn một hệ thống, nghĩa là từ một cái trục thì nó có truyền moment thì nó sẽ liên kết với các cái phần khác mà các động lực và moment như nào thì nó sinh ra ứng suất là sao và các cái quá trình chuẩn bị như nào thì mình sẽ giới thiệu sau. Thì không biết là trong cái video này thì cái màn hình màu đen này của AutoCAD Inventor thì nó có cảm thấy cho các bạn dễ nhìn không, nhưng mà cơ bản có khi mình nên chuyển sang cái màu trắng cho các bạn để quan sát hơn, chọn color và chọn về cái chế độ presentation thì nó sẽ là màu trắng. Còn muốn nhìn đẹp thì nó mình các bạn click sang bên này upper incon closer upper. Thì mình thực sự thiết kế thì để màu đen cho nó đỡ đau mắt, nhưng mà bên video thì có khi phải nên để màu trắng cho nó dễ nhìn. Hình màu trắng này thì ở trong cái môi trường này chúng ta clip vẽ một cái cột, chọn mặt phẳng xy là mặt phẳng gốc này, vẽ một cái rectangle này chụp qua và các bạn ràng buộc thì có thể sử dụng cắt hoặc là tùy mình hướng dẫn, thì mình sẽ làm trên zip gần cho các bạn dễ xem. Ok,
cho kích thước này là 100 đi. Và kích chuột giữa cho kích thước này là kích thước 100 thì nó sẽ hiện lên ở đây phần giả định. Pin scan. Pin chút nó lên. Ví dụ như là 1000 đi. Ok. Ví dụ chi tiết ra như này. Chuyển về đến chỗ độ views xem được. Ta lưu nó lại là test tổ nén đi. Tiếp đến này, để mà thực hiện cho cái mục mà set analysis phân tích phần tử hữu hạn thì chúng ta sẽ vào cái mục embodiment, tích vào cái stress analysis này. Thì ở cái mục này thì đầu tiên nó chỉ có hai chức năng là create tạo mới một cái simulation, thì chúng ta sẽ tích luôn một cái create này để tạo mới. Thì ở cái này name thì chúng ta đặt tên là test này. Ngắn thanh. Ok, chế độ này vẫn để chế độ Singapore và mọi cái kiểu này contact này tôi bây giờ là zoom xa và ta là mình vẫn để chế độ border rồi. Ok, ok. Thì trong cái mục này bây giờ tôi sẽ nói này, đầu tiên là gì? Đây, cái bảng này là cái chi tiết của chúng ta, 3D này. Material, vật liệu, construction là ràng buộc, load và tải trọng. Contact là cái quá trình mà cái tiếp xúc của nó. Mesh là cái chia lưới này, phần tử như bạn, nó sẽ phân tích cái này thành các cái thành cái phần rất nhỏ, nó là lưỡi mid view. Còn cái này result, kết quả. Trước tiên để mà simulate được cái này chạy để phân tích ra các quá trình ứng suất này, ta sẽ phải chọn nó sẽ ràng buộc fix, giả dụ như ta fix cái này ràng buộc cố định cái ngàn này vị trí này mặt này, và tiếp đến thì ta sẽ để đủ điều kiện ta sẽ phải add thêm một cái lực nữa khúc, giả dụ như một cái lực tập trung lên cái mặt phẳng này thì trên cái bề mặt này nó sẽ lực này sẽ xuất hiện này, lực này rồi. Còn cái mục contact này automatic và manual này thì mình sẽ giải thích sau, tức là nó phù hợp cho các cái môi trường assembly, nó có nhiều chi tiết để tác dụng nhau, cũng như là tác dụng moment của cái này nó sẽ truyền cho cái kia thì mình sẽ giới thiệu cái mục sau. Về cái lực này, các cái ví dụ như lực về bearing rod này, tải trọng trên ổ lăn thì không nói, về moment moment cũng thì trường hợp ví dụ như là graphic là trọng lực của nó thì mình sẽ nói. Như cái trường hợp này thì chúng ta vào mesh setting này, ta chia lại cái lưới này. Ví dụ ta chia cái lưới này là 0.01 đi, nó nhỏ hơn là mét view. Ta quay như thế này. Rồi, rất nhỏ này đảm bảo độ chính xác là tương đối lớn. Tiếp đến này, chúng ta sẽ vào cái mục chọn vật liệu cho nó. Island. Thực ra là ứng suất thì không liên quan đến vật liệu, tại vì ứng suất là bằng nội lực mà chia cho tiết diện thì nội lực thì nó cũng không nó liên quan đến cái ngoại lực tác dụng vào thì, nhưng mà cái giá trị nó tính toán nó còn liên quan đến chuyển bị và biến dạng, thứ hai cái chuyển bị và biến dạng thì nó hoàn toàn liên quan vào vật liệu mình chọn, nên là bàn này mình sẽ chọn aluminum, giả dụ như là chọn nhôm. Ok, chúng ta nhập vào cái mục override material này nhé. Còn cái safety factor này là hệ số an toàn, còn cái gear shank là ứng suất giới hạn chảy. Ok, thì ở cái trường hợp này bây giờ thì bắt đầu chúng ta đã đầy đủ các dữ kiện này, ví dụ như là ràng buộc có ngàm rồi, tải trọng thì lại có lực tập trung ở trên này rồi, vật liệu thì đã gắn vật liệu rồi, đầy đủ mid view thì chúng ta đã chia lưới rồi. Bây giờ chúng ta hoàn toàn đầy đủ các dữ kiện để chúng ta có thể chạy cái chương trình này simulate nó để cho ra các kết quả về sau simulate và được run. Nếu hoàn toàn trong quá trình chạy mà running thì nó có lỗi gì nó sẽ báo bên dưới này, chúng ta sẽ đọc để chỉnh sửa tiếp. Nhưng mà chắc chắn là cái trường hợp đơn giản như này thì nó sẽ chẳng có lỗi gì cả. Rồi, quá trình simulate đã xong, không báo một cái lỗi gì vì trong quá trình chạy thì nó đã ra kết quả như này.
Để mình nói này, cái mục kết quả này thì nó có cái mục Jot này có kết quả này. Vulpix theo street là xuất theo thuyết bền của Vulpix. Và cái này là theo thuyết bền 1. Dribble street và Dribble street này 3 này là theo thuyết bền 3. Ví dụ như theo thuyết bền 1 đây. Và cái đơn vị của nó unit là megabyte. Thuyết bền 3. Và displacement là chuyển vị. Và sách phi vector là hệ số an toàn. Tương đương với stress này. Ứng suất theo công x y và z y z và z này. Tương đương như cái displacement này chuẩn bị theo phương x này, phương y này, phương z thì nó cũng tương tự này, những cái ví dụ như displacement này là nó tổng hợp chuẩn bị của ba cái giá trị này. Như cái tương đương nó strain là biến dạng, đây là equilibrium strain này là biến dạng theo cái thuyết bền Vulpix, còn cái này là chúng ta biến dạng theo cái thuyết bền 1, thuyết bền 3. Tương đương theo phương x y x và x y này, z y và z z đấy, vì các cái giá trị của nó là chỉ như vậy thôi. Ta tích ở đây, chúng ta có lô không? Ta tích ở đây, trở lại. Thì để nói là cái giá trị như này, thì chúng ta lợi dụng cái gì? Nó trong này nó có chức năng gì? À, trước tiên ấy, thì mình sẽ nói về cái parameter. Là các cái quá trình mô phỏng của cái này nó chạy như này. Chúng ta tích ở đây. Chúng ta có thể lấy vào cái switch bit này. Đấy, nó đã thể hiện quá trình ném cái thay này của chúng ta. Về giá trị mình chưa nói, mình sẽ nói về các cái quá trình mô phỏng để chúng ta có thể sử dụng lại. Cái step là cái bước thì chúng ta có thể thay đổi cái step này để thay đổi cái tốc độ của nó, hoặc là chúng ta có thể chỉnh cái normal để slow hoặc là fast fast step tùy. Còn cái mục record này bạn có hoàn toàn có thể quay lại cái video này, cái quá trình mà nó mô phỏng nó nén này thì để tạo thành cái video có thể đưa lên bao bo trình chiếu, thì nó tích vào cái chức năng này thì nó sẽ bắt yêu cầu chúng ta lưu một file đó, một cái đuôi IP thì nó có cái video là dung lượng vừa vừa để chúng ta có thể mô phỏng quá trình này. Ok, đây là chức năng parameter đã xong rồi. Tiếp đến là phải chức năng proper. Proper là gì? Proper là cảm biến. Thì khi chúng ta cảm biến là gì? Cảm biến là khi chúng ta tích vào đây này. Chúng ta đang ở ví dụ như đang ở thuyết bền 3 nhé, hoặc thuyết bền 1 thì vậy. Ví dụ như đang ở thuyết bền 3 đi. Thuyết bền 3 này. Thì khi chúng ta ấn vào proper này, cảm biến này, thì chúng ta sẽ tích vào một điểm bất kỳ. Thì nó hiển thị ra giá trị mà chúng ta đang tính được. Ứng suất theo thuyết bền 3 tính được ở giá trị này là 100 này. Thì cái giá trị ứng suất này, Robert này hiện nay đang tính trên thanh này, toàn bộ cái màu da cam này thì hầu như chúng ta tích bởi Robert ở các vị trí trên này. Mình chưa nói cái vị trí ngàn này nhé, vị trí này tại sao nó có giá trị khác thì mình sẽ giải thích sau. Trên cái vị trí ở cái Robert này, từ vị trí dưới này lên trên này, hầu như chúng ta tích vào đâu thì nó cũng là cái giá trị là 100 MPa. Giá trị 100 này nó tính như nào thì chúng ta vào mục calculate trên máy tính bình thường chúng ta có thể nhập và nói là tại sao nó tính như thế này. Giá trị lực vào của chúng ta là 10 có thể là 1 triệu, mình nhớ không nhầm là mình nhập 1 triệu Newton hơn mét, Newton thì nó sẽ chia cho cái tiết diện của nó là chúng ta nhập là 0.1 nhân với giá trị dương là thể hiện cho ứng suất kéo, giá trị âm là thể hiện cho ứng suất nén. Thì trong bài này thì chúng ta đang thể hiện cái quá trình nén thanh, những cái giá trị của chị hầu như giá trị của nó trên toàn bộ cái thanh này là ứng suất nén, chúng ta đều có giá trị âm là 100 MPa, là giá trị theo cái đúng theo cái môn sức bền vật liệu học chúng ta theo cái trường hợp lý tưởng. Nhưng tại sao nhỉ? Tại sao mà ở dưới này nó lại vẫn còn cái ngàm này, nó lại có những giá trị màu xanh là giá trị nó lên tới, để chúng ta biết được cái giá trị mắc và giá trị min ở trong cái thí nghiệm nén thanh này thì chúng ta làm như sau này. Chúng ta tích vào cái vị trí là maximum volume là giá trị lớn nhất, là nó lên tới là âm 81.7 MPa, và minimum nó lên tới là âm 393. Thì tại sao trong cái trường hợp này nó lại khác với cái trường hợp của cái bài mà tính toán theo sức bền vật liệu ở những trường hợp lý tưởng mà chúng ta học? Bởi vì khi cái quá trình mà chúng ta tính toán trên inverter thì nó sẽ không còn là trường hợp lý tưởng nữa, thì nó sẽ tính toán trên thực tế cho chúng ta. Tại vì khi trên cái thuyết sức bền vật liệu thì chúng ta giải định cái ngàm đây, nhưng mà chúng ta đều không đề cập đến cái vấn đề là cái quá trình biến dạng của cái vị trí ngàn này khi ta tác dụng một lực vào đây thì nó sẽ ở cái bề mặt này, mà bề mặt này nó lại có một cái ngàn, nó sẽ không còn cái phương biến dạng cho phương nó nữa, nên nó sẽ sinh ra ứng suất, thì ứng suất phát sinh ra cái trường hợp này thì nó tăng giá trị của ứng suất này lên. Thì cái bài này thì nó là đây là trường hợp có nghĩa là tính toán theo thực tế trên phần mềm tính inverter, nó không còn là lý tưởng nữa, nên nó sẽ ra những giá trị như này. Tiếp theo đây nữa là mình sẽ giới thiệu hết các thông số nha.
để cho các bạn biết được con ve hươn này. Thì đây là cái biểu đồ thôi, một lót này. Thì chúng ta có chức năng là in ra cái biểu đồ này. Các bước của nó thì mình sẽ không lấy cái này. Tiếp đến là cái mục mà đây, Provelable. Thì khi chúng ta tích vào cái này thì mọi cái giá trị hiện nay nó đang hiển thị về Provel chúng ta đang kiểm tra được thì nó sẽ mất đi. Đây, và chúng ta tích lại thì nó sẽ hiện ra. Tiếp đến nữa này là cái mục mà đây là, thực ra đây là cái mục display, thì chúng ta hiểu là display là hiển thị trên màn hình rồi thì nó sẽ chỉ liên quan đến chức năng hiển thị và ẩn đi thôi. Border condition thì khi chúng ta tích vào đây này chúng ta có thể hiển thị được cái lực và có thể là ẩn cái lực tác dụng đi, lực hoặc là có thể moment, là tất cả các gì liên quan đến tải trọng thì nó sẽ hiện ra và ẩn đi. Tiếp theo cái mục nữa là cái mục CMOOD setting. Thì cái hiện nay là nó có ba giá trị là CMOOD setting, rồi Control setting và No setting. Thì ở cái mục chúng ta đang để chế độ CMOOD setting thì nó các cái đường mà chuyển tiếp giữa các ứng suất trên cái biểu đồ này nó sẽ chuyển tiếp một cách gọi là mịn hơn. Còn đến chúng ta chuyển Control setting thì nó sẽ chuyển cho màu nào sẽ về màu đấy luôn. Đấy. Nó sẽ không có một cái sự gọi là chuyển tiếp mịn. Tiếp theo đây là no setting là sẽ nó không hiển thị gì cả, nó chỉ hiển thị giá trị của chúng ta thôi. Rồi, chúng ta chuyển lại phần con smooth setting để cho nó trông có vẻ mỹ quan hơn. Tiếp theo nữa đây là cái giá trị mà colobar. Thì colobar là gì? Colobar là hiện nay colobar setting là quá trình cài đặt. Bình thường nó để chế độ maximum là giá trị là âm 81,7 và chế giá trị minimum là âm 299,3 MPa. Thì để trong cái trường hợp này ấy, chúng ta có thể hoàn toàn có thể thiết lập một cái màu chúng ta muốn hiển thị, ví dụ như màu chúng ta muốn hiển thị ở đây nhé, chúng ta tích bỏ vào cái visible, để visible chúng ta tích bỏ vào cái này maximum này thì chúng ta hoàn toàn có thể nhập được cái màu đỏ này của chúng ta, đỏ đất này của chúng ta là ví dụ như chỉ là âm 40 thôi. Thì bây giờ những tất cả những cái màu miền âm 40 nó đều chuyển bị cái màu này, chúng ta apply thử xem. Đấy. Đấy, bắt đầu nó chuyển màu. Thì các giá trị về minimum cũng thế nhé, để cho chúng ta hiển thị cái giá trị nào, để ví dụ như một bài chúng ta có thể kiểm tra cái thanh này bao nhiêu phần chịu nén, bao nhiêu phần chịu kéo, thì chúng ta có thể chỉ ví dụ nhập là không, ví dụ như là bắt đầu từ không nó sẽ hiển thị màu nào, thì khi đó thì cái màn thì cái thanh của chúng ta sẽ hiển thị lên, ví dụ như một không nó hiển thị, ví dụ như bài này nhé, mình để không thì nó hiển thị toàn một màu đó, thì chứng tỏ thanh này nó hầu như là nó chịu nén, nó chịu kéo thôi. Thì đấy là tùy các bạn. Đấy, hầu như toàn màu không này. Rồi, cái đấy mình sẽ không nói nữa, để nó đơn giản quá. Tiếp đến này, cái mục button. Thì đây các bạn có biết biết được cái button là cái tọa độ của cái này. Thì hiện nay nó đang ở cái chế độ là top left vertical. Thì bạn có thể hoàn toàn chuyển cái giá trị của cái này nó sang bên trái, bên phải hoặc là dưới trên. Đấy, ví dụ như button nhá. Ok, apply. Đấy, thì nó chuyển xuống dưới. Và như top là nó chuyển lên trên này, apply. Đấy, hoàn toàn đơn giản nhá. Đây là cái giá trị này thì chúng ta bố trí ở vị trí nào đó, thì khi chúng ta xuất ra một cái bản vẽ, xuất ra cái này ra một cái file Word thì chúng ta chỉnh chiếu làm sao cho nó đẹp và hợp lý mắt người, nhưng mà theo quan điểm của tôi chúng ta vẫn nên để chế độ cũ của nó, top left và vertical thẳng đứng và ở vị trí bên trái, rồi trên cùng bên trái được chưa? Tương đương như cái size thì mình có thể nhập kiểu size của nó là standard là tiêu chuẩn rồi, compact là rộng, rồi còn fit to window thì nó sẽ vừa một cái màn hình của chúng ta. Nhưng bài này theo tôi nghĩ là vẫn để chúng ta vẫn nên để cái chế độ mặc định của nó như này là đẹp nhất. Okay. Về cái chế độ deep play thì tôi đã hướng dẫn gần hết rồi. Hết rồi. Animator này, Propel này, Convention này. Rồi. Còn cái gì bên mục này nó có để mình nói nốt này. Tiếp đến là cái mục switch setting này, thì cái mục này thì nó chỉ là cái quá trình cài đặt lúc đầu thể tự tìm hiểu được, nó chỉ liên quan đến chia lưới chế độ chạy nó là thôi. Elena là cái chung nhất này. Đấy, như mình đã nói thì cái kiểu của nó order thì chúng ta vẫn để ok. Không hiểu sao trong cái quá trình thiết lập này mình mới gài lại cái Win 8.1 thì nó có nhiều trường hợp là tự dưng cái dấu ship nó, cái quá trình thiết lập video nó tự tặng dừng rồi. Có thể cái video này nó không có một số lúc mình nói nó không được thu vào thì các bạn sẽ thông cảm một chút. Thì mọi cái thông tin mà cần giải đáp hoặc quần cái gì thắc mắc thì đều liên hệ với cái Gmail, ví dụ như gaiapphamtuyen@gmail.com hoặc gaiapphamtuyen@gmail.com thì mình sẽ giải đáp.
vì mình cũng không dám chắc là lúc ấy mình cũng suy nghĩ quá, mình chưa thiết lập chuẩn cho cái video này. Rồi, các bạn thông cảm. Tiếp đến cái mục report này là cái xuất ra cái kết quả của mình cần thiết. Report này thì nó yêu cầu về cái tính năng về các cái quá trình mà xuất ra receipt thì vô cùng quan trọng, bởi vì khi chúng ta tính toán được thiết kế được thì cái quá trình xuất kết quả làm sao cho nhanh chóng nhất thì nó vô cùng quan trọng và nó đẹp. Thì ở cái chức năng report này thì các bạn tích vào report này, tích vào ở cái mục complete này thì chúng ta sẽ report toàn bộ cái mà nó hiện nay là đang tích mặc định vào máy. Thì về thông thường thì chúng ta không ai làm như thế cả, chúng ta vẫn phải lựa chọn content để chỉnh sửa. Thì titer nó thì chúng ta có điều chỉnh chéo này, auto là cái tên của cái máy của chúng ta, thì chúng ta có thể image size là cái size của cái hình ảnh chúng ta đều có thể chỉnh sửa được. Tiếp đến là cái file name này chỉnh sửa được tùy theo ý từng người muốn chỉnh sửa như này. Path là cái đường dẫn của nó, custom path to này, in IPT có nghĩa là cái này hiện nay cái file này chúng ta xuất ra nó sẽ xuất luôn trực tiếp cái chỗ mà cái file chúng ta đang lưu cái file IPT này. Rồi không nói nhé, tiếp tục cái property thì hiện nay nó đang tích là all property width rule, mọi giá trị đều tích theo tất cả các giá trị hiện này. Chúng ta có thể tích vào content để lựa chọn đi, tích tích vào cái gì thì tích, như là cái pixel này nó đang hiển thị là xuất ra cả kết quả vật liệu này, MC này, về trọng lượng riêng này, khối lượng này, arena là diện tích này, volume là thể tích của nó này, center of gravity này là trọng tâm, sumo thì hiện nay nó đang xuất ra kết quả về vật liệu này, về tải trọng này, về ràng buộc này, và về kết quả tính toán được. Thì trong kết quả tính toán được thì nó đang xuất ra tất cả các kết quả như bone mixer, thiết bền 1 và thiết bền 3 và deep placement để chuẩn bị safety factor hệ số an toàn, stress là ứng suất này, tích và deep placement chuẩn bị strain biến dạng. Ok, về cái mục format là cái định dạng file khi quá trình xuất thì hiện nay nó đang xuất ra là web paper multi line file, thì có nghĩa là nó sẽ xuất ra web và nó ở chế độ là multi multi là rất nhiều. Khi chúng ta có thể là cái mục xuất analysis này chúng ta có thể có rất nhiều cái trường hợp về test âm thanh, ví dụ như test âm thanh về cái trường hợp là nhưng mà lực khác này, nhưng mà file 3D vẫn như cũ thì nó sẽ xuất ra tất cả các file đấy định dạng là HTML. Thì ok, giả dụ như trường hợp mà chúng ta xuất ra HTML, giả dụ như vậy rất nhiều file đấy, chúng ta ok xem nó sẽ xuất ra đấy. Đây là quá trình chuyên convert của nó, xuất đi stress analysis report. Thì cái chức năng này là rất quan trọng trong cái quá trình mà chúng ta dạy kết quả. Thì cái bài toán 1 về kiểm tra nhán thanh và kiểm tra uốn thanh thì nó đã đi được một nửa. Đây là quá trình nhán thanh thì các giá trị của nó thì chúng ta sẽ lợi dụng được, ví dụ như là về ứng suất theo các thước bền, về chuẩn bị và về các hệ số an toàn, về ứng suất và về biến dạng. Thế thôi. Ví dụ như chúng ta muốn xuất ra cái gì, chúng ta vui thì tôi cứ phù ở trụ. Ok, là cái titer nó này, lúc nãy mình không chỉnh sửa nên nó sẽ vẫn hiện cái titer cũ đấy. Sumari, Auto, Phạm Tuyên đấy, máy cái tôi đấy, Rolex này, tên của cái này, part number, design, Phạm Tuyên thiết kế này. Đấy. Cái thời gian mà khởi tạo cái này là ngày 10 tháng 10 năm 2014, mà ngày hôm nay chính là ngày kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thủ đô gì bắn pháo hoa đấy. Đấy, các hình ảnh nó select face này. Face này là select face này thì lực box vật liệu này. Đấy. Về fix này, ràng buộc này, về kết quả này. Đấy, thì hầu như có tất chúng ta muốn cần cái gì thì chúng ta đều theo thuyết Mixer này, tiếp đến 3 này, Deep Placement chuẩn bị này, có hết này. Các bạn chú ý là mình sẽ lấy các cái kết quả này để phục vụ cho quá trình thiết kế và kiểm nghiệm cái máy đấy, xem có đảm bảo yêu cầu không. Thì đây là một chi tiết thì nó sẽ không liên quan đến các mục, ví dụ như là về automatic và mục manual về các ràng buộc về border hoặc là ràng buộc về mục liên kết nào đó, thì cái đấy sẽ nói trong mục tiếp theo rồi nhá.
Như vậy là cái test ngắn thanh này như thế là đã phỏng lại animator tí nhá, cho nó hình dung lại cái quá trình mình làm. Rồi, đấy, đây là quá trình chuyển chuẩn bị của nó đấy. Ví dụ như mình tích hợp cái quá trình chuẩn bị này nha. Ok nha. Thì sao? Thì hiện nay là cái giá trị nó tính rất chi là chuẩn. Tại vị trí ngàn này chuẩn bị hầu như bằng không. Và cái chuẩn bị mắc nhất là ở vị trí này, trên cùng này. Chúng ta mô phỏng quá trình chuẩn bị này. Đấy, quá trình chuẩn bị nó như vậy. Thì để nói lại cái quá trình để tạo một cái simulation này là như nào này. Trước tiên chúng ta sẽ khởi tạo một cái simulation, pre simulation này. Tiếp theo là sẽ gắn vật liệu cho nó, mặc dù vật liệu là không liên quan gì đến xuất, nhưng vật liệu là liên quan đến quá trình chuẩn bị và biến dạng và hệ số Hexe vector, thì chúng ta vẫn phải yêu cầu nhập vật liệu. Nếu mà chúng ta không nhập vật liệu thì yêu cầu quá trình simulate chúng ta lại sẽ không chạy được. Bước tiếp theo là sẽ có phải ràng buộc, có thể dùng fix, bin hoặc là fission, list. Thì đây, đấy là một construction này. Bước tiếp theo đối với một chi tiết là khi chúng ta simulate thì chắc chắn chúng ta phải tác dụng một cái tải trọng của nó, có thể là lực focus, lực tập trung, và pressure là lực phân bố, và cái bearing rate là lực tải trọng trên ổ lăn, và cái moment này là một cái moment xoắn hoặc là moment uốn gì đó. Tiếp theo là gravity, chúng ta có thể cho một cái trọng lực vào đây. Còn ở cái mục này này, contact này là cái liên kết, thì một chi tiết thì sẽ chẳng có liên kết gì cả, chúng ta sẽ bỏ vào một vài nếu đối với một chi tiết. Còn cái mục map view này là chúng ta sẽ hoàn toàn có thể chỉnh các giá trị chúng ta muốn, giá trị chúng ta tính toán theo một cái độ chính xác như nào, thì chúng ta sẽ chỉnh ở cái mesh setting theo cái độ phân giải của chi lưới. Tiếp đến mục solid là cái mục chạy simulate. Khi chúng ta chạy đến mục này, chúng ta chạy mục simulate thì nó sẽ ra cái kết quả mục JS, kết quả mục này. Cái animator này là để cho chúng ta mô phỏng. Còn cái probe này là chúng ta cảm biến, chúng ta sẽ có thể tìm giá trị một cái ứng suất và một cái chuyển vị nào đó ở một vị trí nào đó trên cái thanh này mà chúng ta mong muốn. Tiếp đến mục display là hiển thị này. Cái này là ví dụ như là probe label. Label thì trong một lập trình nó là label là nhãn, nhãn hiển thị nhãn, probe là cảm biến và label là nhãn. Thì đây là khi chúng ta tích vào đây thì nó sẽ có thể hiển thị và mất đi. Đấy, các cái giá trị vào probe. Tiếp tục là cái mục color bar, thì chúng ta sẽ setting một color bar này sao cho các giá trị mà chúng ta cần mong muốn. Nó sẽ hiển thị ví dụ như là từ bình thường nó sẽ hiển thị màu này là giá trị này, nhưng mà chúng ta có thể setting lại màu này sẽ hiển thị những giá trị, ví dụ giá trị từ 1.44 là hiển thị những màu gì, hoàn toàn có thể setting được. Còn hai cái giá trị là maximal volume và minimal đều hiển thị giá trị max min thôi. Chế độ là smooth setting và contour setting và no setting là ba giá trị hiển thị đấy. Tiếp đến là cái mục xuất ra kết quả, và cái mục này là mục stress analysis setting, là quá trình thiết lập ban đầu thôi. Hầu như là sẽ để cái giá trị này thì nó chỉ là tập hợp chung của Gardner, tất cả chung của cái phòng sẽ chúng ta thiết lập từng cái này một, hoàn toàn không cần quan tâm đến các vị trí này, stress setting này. Tiếp theo có mục user này là một cái tích và sẵn. À, phương pháp có thể tham khảo cái quá trình thiết kế ở đây thì nó cũng như về phần SolidWorks ấy. Nếu mà các bạn làm trên SolidWorks thì các bạn biết là set analysis của SolidWorks nó rất hay ở cái chỗ này, từng bước một nó đều có cái hướng dẫn cho chúng ta ở cái ngay góc phải màn hình này. Chúng ta không biết gì chúng ta vẫn đang làm tích next next yêu cầu cái gì, nhưng riêng Inventor thì nó sử dụng giao diện ribbon thì nó lại không như thế, nó sẽ yêu cầu chúng ta tính toán lần lượt từ trái qua phải. Thật không thể không phải là từ trái qua phải, nhưng mà nói chung là tương tự như thế. Nhưng mà riêng SolidWorks thì tôi đã từng thiết kế nó, thì nó sẽ cho chúng ta một cái bảng bên phải này này, sẽ có cái mũi tên hướng dẫn khi chúng ta check analysis ở mục này xong rồi nó sẽ next chúng ta đến mục nào đó next, nếu mà chúng ta chưa làm xong nó bắt chúng ta sẽ quay lại mục đó để check analysis lại. Nhưng về cái giao diện về thực hiện trên các phần mềm tối tính và tối ưu thì theo tôi là vẫn dùng về hãng Autodesk, nó cũng có cải tiến về mức độ mà về giao diện và về cái kết quả nó tính ra được, nó đều ở chế độ trong suốt hơn rất nhiều. Rồi, như vậy là quá trình nhắn thanh của chúng ta đến đây là tạm dừng. Có thể là xin chào và hẹn gặp lại cho các bạn đến cái video tiếp theo, đó là video cuốn thanh, rồi đến sẽ video tiếp theo nữa là tính toán tối ưu. Thì riêng cái mục stress analysis này tôi sẽ chỉ hướng dẫn cho các bạn về ba video đấy thôi, thì bạn có thể hình dung cơ bản về cách thực hiện nó như thế nào. Thì trên Inventor thì về phần tính toán thì nó sẽ có hai loại tính toán về stress analysis và strain analysis, thì riêng phần stress analysis sẽ có ba video để tính toán và để các bạn hình dung được. Xin chào và hẹn gặp lại.